Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai. Hôm nay thì quý vị thấy nè, đợt này về cái quấn quý vị thấy không? Nguyên cái vòng tròn ở dưới luôn ha. Đó, dài dài ở trong cũng vậy. Một phanh nằm sát luôn. Này lô này vừa làm ra luôn đây quý vị ơi. Chào Trúc Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay em nói riêng về dáng nè ha. Dáng lắc lượng, dáng lông mà nha, dáng trực mà nha cô chú anh chị ha. Và tay cành là tay cành lực, tay cành đều nha cô chú anh chị ơi. Và mặt hoa hơi khỏi phải chê rồi, màu vàng đậm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và bông là bông chùm nha cả nhà ơi. Và hình thức của bên em á, giá công khai trên clip là giá đã bao ship nha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Và số hotline của bên em là 0939779318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô của mai giảo Tân Châu cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn à. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào clip xem nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi, đây là mai giảo Tân Châu nha mà cô chú anh chị. Mini thuần chậu tầm 1 năm trở lên rồi nha cả nhà ơi. Đây, cả nhà xem giúp em. Đó. Những tay cành này được chỉnh sửa nha cô chú anh chị nha. Uốn éo em nó từ nhỏ đây. Rồi chiều cao là từ 40 cho tới 60 là tùy cây. Và tán ngang cũng tầm 40 tới 60 là tùy cây nha cả nhà nha. Rồi còn cái hoành của em nó nè cả nhà ơi. Đây có thể là cỡ qua ngón trỏ nè ha. Hoặc là ngón cái là tùy cây nha cô chú anh chị. Đây cả nhà xem giúp em nha. Tùy cây ha cả nhà. Đó được uốn dây nhôm là chỉnh sửa rồi. Từng khoanh như thế này là từ nhỏ nè cả nhà. Đó nhiều khoanh quá ha. Nói cả nhà xem. 3 4 này được 4 5 khoanh nữa gì. Đó. Bên đây thì 3 khoanh. Đó cả nhà xem. Đó, một chậu như thế này là 200.000 một chậu, em bao ship toàn quốc nha cả nhà. Một chậu em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có nha cô chú anh chị ơi. Cả nhà xem giúp em nha. Đó. Rồi, đây là giả Tân Châu mini thuần chậu 200.000 một chậu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo, mã cái này là mã 179 nha cả nhà ơi. Chiều cao tầm 1 m nha cả nhà. Tán ngang 80. Rồi 18 hoành nha cô chú anh chị. Và đường kính bầu 37. Rồi xe xe luôn. Rồi thân cành của gì em này tay cành lực ha. Xòe đều luôn nè. Nhìn đẹp cây ha. Để đây quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đêm. Rồi cái mã này là mã 179 nha cô chú anh chị ơi. Em giao lưu giá là 1.3 triệu, em bao ship cho mình nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 180. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 60 nha cả nhà. Này 18 hoành, đường kính bầu 38. Đó, một cái chữ O còn do dưới luôn. Rồi thân cành luôn quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đêm. Rồi cái mã này là mã 180, em giao lưu giá 1.2 triệu, em bao ship nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 181. Chiều cao tầm 1m15. Tán ngang 75. Bấm nút đi em. Zalo mà. Rồi cái hoành này là 16 hoành và đường kính bầu 41. Rồi ta cần đều rang ha. Đó, đợt này dịu gì thấy nè. Đó bẻ cái co lạ hơn mấy đợt trước ha. Rồi cho luôn như đêm. Rồi cái mã này là cái mã 181 nha mấy anh chị nha. Em giao lưu giá là 1.350.000, em bao ship nha. 1.350. Rồi tiếp theo mã 182. Rồi chiều cao tầm 1m2 nha cả nhà. Tán ngang là 80 luôn cả nhà ơi. 18 hoành nha mấy anh chị và đường kính bầu 42. Rồi để đây quý vị. Để xòe đều bầu ha, chỗ nào cũng có em nói cho đây. Đó, đặt hết trơn ha. Cành thì đẹp luôn, co lắc cái bẻ đường thân đẹp luôn nha quý vị. Co lắc đường thân ha, đẹp ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là mã 182, em giao lưu giá là 1.350.000 nha cả nhà. Rồi, 1.350. Tiếp theo mã 183.
chiều cao là 70, tán ngang 60. Rồi, cái này là 14 hoành và đường kính bầu 32. Này mục tiêu nhóc dưới rễ luôn, có gì ơi. Tiêu tiêu ha, đặt hết trơn à. Cái gì gọi là sụt trứng vậy nè. Đó, tiêu lừ hết trơn, đặt kẹo bầu luôn nè, cái gì. Tiêu ha. Này gọi là học tiêu đó, không có gì gọi sụ trứng hay gì đó ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi cái mã này là cái mã 183, em giao lưu giá là 1.150.000, em bao ship nha. Rồi, ok luôn. Rồi tiếp theo mã 184. Chiều cao tầm 90, tán ngang 70. Rồi 16 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 37. Rồi, đừng có xây nhân tốc viên. Dạ. Đây quý vị, học tiêu nữa nè. Đặt bầu luôn, xây thật chậm đi Tốt Viên. Đó vậy đó. Đó, li ti học tiêu nhóc luôn ha. Đặt cái đơn này nè. Đặt bầu luôn. Rồi, tới thân cành như nào quý vị. Đó, cành lực 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 luôn ha. Đó. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 184, em giao lưu giá 1.200.000, em bao ship nha. Rồi, 1.200.000. Tiếp theo mã 185. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 85. Mười chín hoành nha cả nhà và đường kính bầu 39. Rồi, cái gì ngắm nghe cái cò gì đế ha. Để cũng đặt để qua đây. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như em. Rồi, cái mã này mã 185, em giao lưu giá 1.300.000 nha cả nhà. Rồi, qua kèm mới luôn cái gì. Tiếp theo, mã 186, chiều cao 1m2, tán ngang 80. 15 hoành, đường kính bầu 41. Rồi, để đây. Đó. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Cành cũng bỏ đều ở trên này không gì. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi cái mã này là cái mã 186, em giao lưu giá 1.300.000, em bao ship nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 187, chiều cao tầm 1m15, tán ngang 75. Rồi 13 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 40. Rồi thân cành luôn vậy, chị ngắm nghía từ trên xuống ha. Rồi để luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã này là mã 187, em giao lưu giá 1.200.000 nha cả nhà. Rồi 1.200.000. Rồi tiếp theo mã 188, chiều cao 1m2, tán ngang 90. Rồi 18 hoành và đường kính bầu là 38. Rồi xe xe luôn. Rồi thân cành luôn. Rồi đếp nó luôn nha quý vị. Để cộng nó bự 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 không nè. Đem kính ha. Giá luôn nha em. Để bán mà. 188 giá 1.300.000 nha cả nhà ơi. Rồi 1.300.000. 189. Rồi 189 đây. Rồi chiều cao tầm 1m05, tán ngang 85. 15 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 37 nha. Rồi, coi như đế quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu Trúc Yên? Rồi, mã này mã 189 nha cả nhà ơi. Em giao lưu giá 1.200.000 nha cả nhà. Rồi, 1.200.000. Rồi, tiếp theo mã 190, chiều cao 1m15, tán ngang 75.
Rồi 15 hoành đường kính bầu 39 nha cô chú anh chị. Rồi coi chi đế của chị ơi. Đó, nhìn nghe kỹ nha. Đó, lên tiếp tục thân cành luôn. Cành đẹp đó ha. Rồi giao lưu nhiêu Trúc Yên? Rồi cái mã này là mã 190, em giao lưu giá 1.3.000, em bao ship nha cả nhà. Rồi 1.3.000. Rồi tiếp theo mã 191 ạ. Chiều cao tầm 1m25, tán ngang 75, 15 hoành nha mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 40. Rồi xe xe luôn. Rồi thân cành luôn à quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã 191, em giao lưu giá là 1.250.000 bao ship nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 192, chiều cao tầm 1m, tán ngang 80 nha cả nhà ơi. Hoành 16 và đường kính bầu 40. Cái cành lực lực không có gì. Em chậm cho mấy anh chị xem. Không có, em quay. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này mã 192, em giao lưu giá 1.2.000 nha mấy anh chị nha. Rồi, 1.2.000. Tiếp theo mã 193, chiều cao tầm 1m, tán ngang 65. Rồi, hoành 15, đường kính bầu 37. Rồi, để đây. Rồi, thân cành luôn. Cành co lắc, đẹp bỏ đều hết trơn nữa ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 193, em giao lưu giá là 1.150.000 nha cả nhà. Rồi, 1.150.000. Rồi, tiếp theo mã 194 ạ. Rồi, chiều cao tầm 1m1, tán ngang 75. Đây, đỏ đây nha cả nhà. 14 hoành nha mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 37. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 194 nha mấy anh chị nha. Giao lưu giá 1.3.000, bao ship luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 195, chiều cao 1m, tán ngang 75. Rồi, 16 hoành nha cô chú anh chị, và đường kính bầu 39. Rồi, để luôn nha quý vị. Quá xá luôn hả mấy anh chị ha. Rồi, thân cành luôn nè quý vị ơi. Tay cành em này nó bị xước nhẹ ở đây nha cả nhà, và ở đây nha cả nhà ha. Rồi, những lỗi mà bị như thế này có thể khắc phục được, chỉnh sửa được, có bỏ qua ủng hộ giúp em ha cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là mã 195, em giao lưu giá là 1.3.000, em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 196. Chiều cao tầm 1m25, tán ngang này là 70 nha cả nhà ơi. Rồi, hoành này là hoành 15 và đường kính bầu 35. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để luôn. Rồi, thân cảnh tiếp tục cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 196 nha cả nhà ơi, em giao lưu giá là 1.150.000 nha cả nha. Rồi, 1.150.000. Rồi, tiếp theo mã 197 ạ. Chiều cao tầm 1m15, tán ngang 80 nha cả nhà. Rồi, 16 hoành luôn mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 37. Co thằng giò dưới ha. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị.
Rồi, giao lưu như Trúc Yên. Rồi, mã này mã 197 nha mấy anh chị nha. Em giao lưu giá là 1.250.000, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, giả Tân Châu đợt này là mai mới về luôn nha mấy anh chị nha. Hàng nóng nha cả nhà. Rồi, tiếp theo mã 198. Chiều cao 1m1. Tán ngang 80. Hoành 21 nè cả nhà. Và đường kính bầu là 33. Rồi, xe xe luôn. Đó, thân cành luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 198. Em giao lưu giá 1.2 triệu nha cả nhà ơi. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, tiếp theo mã 199. Rồi, 99 đây. Chiều cao 1m15. Tán ngang 85. Kêu hoành em đo tuốt lên đây nha cả nhà. 15 hoành nha cô chú anh chị và đường kính bầu 42. Rồi, xe xe luôn. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như Trúc Yên. Rồi, mã này mã 199, em giao lưu giá 1.3 triệu nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 200 nha cô chú anh chị. Chiều cao tầm 1m, tán ngang 55. Này, cái hoành. Lạ đây. Rồi, 13 hoành và đường kính bầu 35. Đấy, cuộn qua thật này. Cục bên đây. Này qua đây cục đây nữa hả? Cục này mới ôm qua đây luôn hả? Cục đế này lạ lạ. Rồi, anh thân cành cái gì ơi? Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 200, em giao lưu giá 1.2 triệu nha cả nhà. Rồi, 1.2 triệu. Tiếp theo mã 201, chiều cao tầm 1m, tán ngang 65. Rồi, 16 hoành, đường kính bầu 40 nha mấy anh chị. Rồi, coi như thế đây rồi quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 201, em giao lưu giá 1.2 triệu nha cả nhà ơi. Rồi, 1.2 triệu. Đó, rồi, cây luôn. Tiếp theo mã 202 nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao tầm 1m2, tán ngang 80 nha mấy anh chị ơi. Đo ngoài đây nha mấy anh chị, cái đó bị dính rồi. 15 hoành cả nhà nha và đường kính bầu 36. Rồi. Đó, thân cành nào quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 202, em giao lưu giá là 1.150.000 nha cả nhà. Rồi, 1.150.000. Tiếp theo mã 203. Chiều cao 1m15, tán ngang 75. Rồi, 16 hoành nha mấy anh chị nha và đường kính bầu 35. Rồi, để đây quý vị. Rồi, thân cành cái gì ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 203, em giao lưu giá 1.2 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 204 à. Chiều cao 1m05, tán ngang 70. 15 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 35. Rồi, giao lưu nhiêu Trúc Yên? Rồi, mã này mã 204, em giao lưu giá 1.2 triệu nha cả nhà ơi.
Rồi mã này mã 2014 là mã clip của bên em, và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng mai giảo Tân Châu. Rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop, và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.